Xin chào mọi người. Đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Đoạn trích sau chính là một phân đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Không phải bản thân món hàng đáng giá bao nhiêu, mà quan trọng là mọi người đánh giá nó đáng bao nhiêu. Một diễn giả được giới thiệu lên thuyết trình trong một căn phòng đông kín những người chưa từng gặp hoặc nghe nói về anh. Anh bắt đầu bài thuyết trình bằng cách đút tay vào túi quần, giơ tờ 20 đô la lên và nói: "Tờ 20 đô la này được bán lại với giá chỉ 1 đô la, ai muốn mua nó nào?" "Hãy trung thực nhé, bạn sẽ nhảy lên la hét để thu hút sự chú ý của anh ấy. Hay sẽ ngập ngừng vài giây, chờ xem động thái từ những người khác. Rồi sau khi có một hai cánh tay đầu tiên giơ lên, thì bạn mới rụt rè giơ tay lên. Nếu bạn là người rụt rè, thì đó cũng là điều bình thường. Chúng ta luôn được giáo dục rằng chỉ những người cực kỳ hăng hái mới lên tiếng trong những tình huống như vậy. Phải đến khi một người khác cùng có thông tin như mình đã sẵn sàng giành lấy cơ hội, thì cánh tay tham lam của chúng ta lúc đó mới giơ lên, và chúng ta có xu hướng làm theo. Các cánh tay khác giơ lên càng nhanh, nhu cầu càng lớn, thì chúng ta càng có xu hướng tham gia mạnh hơn. Cảm nhận của chúng ta về giá trị của món đồ, dù là tờ 20 đô la, một bông hoa tulip đặc biệt hay thậm chí là một viên đá quý hiếm, thường lại không phải từ giá trị nội tại của nó, mà do nhu cầu từ những người xung quanh tạo ra. Bạn sẽ nói, đó là quy tắc marketing căn bản ai cũng biết, nhưng ý nghĩa thực tế của nó là gì? Quy tắc này thể hiện rất rõ trong những cuộc mua bán lớn. Tôi xin kể câu chuyện về 4 trong số những người giàu nhất Bắc Mỹ nhưng lại không hề hiểu quy tắc rất cơ bản này. Có thể chúng ta sẽ rút ra được điều gì đó. Bối cảnh ở ngoại ô, 50 mẫu đất hoang sơ ở ngoại ô, tài sản giá trị nhất trong bang, thậm chí là trong cả nước, có thể được sử dụng khi chúng tôi phá bỏ sân vận động cũ thay bằng sân vận động mới ở trung tâm thị trấn. Vào màn, 4 anh em nhà Gemisian đến từ Edmonton, Canada, làm giàu theo cách của người Iran, khởi đầu từ việc buôn thảm rồi kinh doanh bất động sản. Thành tựu lớn nhất của họ đến đây là khu mua sắm lớn nhất thế giới, West Edmonton. Khu mua sắm này khó có thể gọi là đặc biệt. Anh em nhà Gemisian khôn khéo sắp xếp ngoài những quầy riêng, hàng trăm cửa hàng, dịch vụ, nhà hàng, còn có các tổ hợp vui chơi giải trí, 2,5 mẫu hồ trong nhà, công viên vui chơi rộng rãi mất 25 phút chạy xe và khách sạn sang trọng Fantasyland trị giá 50 triệu đô la. Nhà Gemisian gọi khu vực này là kỳ quan thứ 8 của thế giới và hàng trăm nghìn khách du lịch đồng tình với họ. Khu mua sắm trong Mỹ ngày nay thu hút lượng khách du lịch mỗi năm nhiều hơn cả mở Grand Canyon, Rice Glen và Disneyland cộng lại. Anh em nhà Gemisian đã đưa ra một đề xuất cực kỳ hấp dẫn. Họ sẽ đầu tư 1,5 tỷ đô la vào vị trí sân vận động cũ này, tạo thêm 40.000 chỗ làm mới không khói theo lương công đoàn từ một mảnh đất trống chẳng mang lại chút ít lợi gì về việc làm và thuế, và còn thu hút thêm hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Chính phủ rất phấn khởi với đề xuất này, đã sẵn sàng tổ chức phiên họp bất thường của các nhà làm luật để nhanh chóng thông qua gói cải tiến đường cao tốc là gói bật đèn xanh cho đề xuất trên. Đây đúng là kiểu dự án đáng mơ ước của bất kỳ bang nào. Thực ra vài tháng trước khi nhận được đề xuất từ nhà Gemisian, các nhà làm luật đã ngã ngửa, cố mọi cách trong khả năng của mình để lôi kéo dự án nhà máy ô tô sao đền mới của General Motors, một dự án kém hấp dẫn hơn nhiều so với đề xuất của 4 anh em hiện nay. Không có dự án nào cạnh tranh được với đề xuất của họ. Đề xuất của họ hợp lý cả về mặt luật pháp và thuế. Họ có hậu thuẫn vững chắc về tài chính và có tiếng tăm trong lĩnh vực mà họ đang đề xuất. Nhưng cũng nhanh chóng như khi gây ấn tượng, lần lượt từng cánh cửa đóng sầm lại trước mặt họ. Thống đốc bang nhanh chóng rút lại mọi sự hỗ trợ. Toàn bộ diễn biến này là hậu quả của một lỗi rất đơn giản về quan hệ công chúng. Trước khi cung cấp, việc đầu tiên là phải tạo ra nhu cầu. Tôi có thể đứng ở góc phố cả ngày để trao bán những tờ 20 đô la với giá 1 đô la và chỉ còn nước bị bắt. Ai lại tin vào một lời mời chào hoang đường như vậy? Đó chắc chắn là một cái bẫy. Nếu anh em Gemisian
làm được giống như General Motors vài tháng trước, loan tin về việc xây dựng nhà máy ở một nơi mời chào họ với nhiều lợi thế hấp dẫn, chứ không phải nơi nhận lời mời hấp dẫn từ phía họ, thì có thể chúng ta đã lại tìm cách lôi kéo họ về phía mình. Không cần biết đề xuất hấp dẫn tới mức nào, chỉ biết rằng có nhiều người khác đang cần đến nó. Đây là bài học để đời mà Huck Finn đã dạy Tom Sawyer 100 năm trước. Nhưng có lẽ cuốn sách này không phải là cuốn sách gối đầu giường của anh em nhà Jermisian khi còn nhỏ. Marketing không phải là nghệ thuật bán hàng, cũng không đơn giản là thuyết phục ai đó mua hàng. Đó là nghệ thuật tạo ra bối cảnh, trong đó người mua tự thuyết phục chính mình, và tác động mạnh nhất là khi nhiều người xung quanh cùng muốn mua nó. Bài 2. Đề xuất dù hấp dẫn đến mức nào cũng vẫn có điểm yếu. Người Nhật mô tả rất đơn giản về chiến lược marketing điển hình của Mỹ: chuẩn bị, bán, trúng đích. Rõ ràng đó cũng là cách tiếp cận của nhà Jermisian. Đáng lẽ họ phải tự đặt ra một số câu hỏi cho chính mình: tôi bán gì, làm thế nào để tạo cầu về mặt hàng đó, khách hàng của tôi là ai và họ cần gì. Thế nhưng họ lại đâm đầu vào làm luôn. Nếu họ làm khác đi, chúng ta hãy cùng xem kết quả sẽ như thế nào. Có phải họ đang bán một khu mua sắm? Không, họ bán việc làm vào doanh thu từ thuế, chỉ đúng một phần. Họ khoe mẽ quyền lực mà nhiều người đang thèm muốn. Đây mới là câu trả lời đúng nhất. Kiểu bán hàng này, trong đó khách hàng phải đủ tư cách mới được mua sản phẩm, là kiểu mơ ước đối với người bán hàng. Và đó là cách duy nhất để bán được sản phẩm có giá trị nội tại vừa phải, nhưng lại có vẻ ngoài hấp dẫn. Các bạn nghĩ tôi đang nói đến những chiếc ô tô hay đồ trang sức nhập khẩu được định giá quá cao? Không hẳn vậy, những thứ đó chưa là gì so với những mặt hàng giá siêu khủng như bất động sản hay thương hiệu hàng đầu. Không thể chỉ đánh giá thuần lợi nhuận với một cá nhân hay thành phố khi chi những khoản khổng lồ cho chiếc phương miện đa quý nhằm gây tiếng tăm. Đâu là giá trị của cái tôi hay của sự độc đáo? Đây chính là cách General Motors GM thực hiện với nhà máy Saturn. Nếu là anh em nhà Jermisian, bạn sẽ làm gì để tạo ra nhu cầu tương tự như nhu cầu có được nhà máy Saturn? Đầu tiên là bạn chỉ được ở Edmonton, nơi bạn có lợi thế lớn về tài chính và được ủng hộ, thay vì hấp tấp lên ngay chuyến bay đầu tiên. Lãnh đạo ở GM không hề đi vòng khắp đất nước để bán đề xuất. Họ chỉ ở Detroit đưa ra mọi thông tin và lùi dần về sâu khi khách hàng tiến đến. GM hiểu sự cần thiết của một môi trường mà trong đó khách hàng tự bán cho chính họ. Còn GM đóng vai trò trọng tài, quyết định người sẽ đoạt giải thưởng mua hàng. Đáng buồn là General Motors không học cách bán ô tô Saturn theo cách bán nhà máy. Theo tạp chí Detroit News năm 2004, nhãn hiệu Saturn chỉ chiếm 6% số lượng ô tô của GM tại Mỹ và chỉ lãi một năm trong suốt 13 năm qua. Vậy tại sao những doanh nhân kỳ cựu như Jermisian lại không nhìn ra điều này khi hành động? Tại sao họ lại mắc sai lầm rất đơn giản là ra đứng trên sân khấu vẫy những tờ $20 trước mặt những khán giả đầy hoài nghi? Có thể họ cho rằng họ nhận được sự hỗ trợ của thống đốc bang và thế là đủ. Sai lầm. Họ đã quên đặt thêm câu hỏi: khách hàng thực sự là ai và họ cần gì? Họ đã trả lời đúng một phần: khách hàng là các chính trị gia, là người sẽ phê chuẩn các gói ưu đãi và tài chính cho dự án của họ. Một khi đã được phê chuẩn thì những việc còn lại chỉ là những bài toán đơn giản: tính phí bao nhiêu cho mỗi mét vuông, cần bao nhiêu tiền quảng cáo để lôi kéo khách hàng, vân vân. Nhưng để có được sự ủng hộ của các chính trị gia, bạn cần phải hiểu các chính trị gia cần gì. Trong lúc phấn khởi chờ quyết định cuối cùng, các văn bản được ký và cười trước máy thu hình cho dự án được khởi công, anh em Jermisian đã mất đi khả năng phán đoán nhu cầu thực sự của khách hàng. Khách hàng của nhà Jermisian, những chính trị gia, lại có khách hàng của họ. Các chính trị gia bắt đầu lo ngại liệu đây có phải là điều mà khách hàng của họ, các cử tri, mong muốn để họ tiếp tục được ủng hộ trong cuộc bầu cử sắp tới. Chính ở điểm này, đề xuất trị giá hàng tỷ đô la đã bộc lộ sai lầm. Bài 3. Biết một chút về khách hàng quan trọng ngang với hiểu tường tận về sản phẩm. Lấy ví dụ về các chính trị gia,
họ chỉ ủng hộ những đề xuất được công chúng ủng hộ hoặc phải có giá trị thật đặc biệt. Điều đó không có nghĩa là chính trị gia không trung thực hay thiếu tin cậy, chỉ là họ có thể thay đổi sự ủng hộ rất nhanh giữa những đề xuất được đưa từ dưới lên. Nhà lập pháp, nhất là ở những vùng xa xôi như Washington, thường không đáng tin bằng thống đốc bang, những người bị kiểm soát phiếu bầu chặt hơn ở địa phương nhưng theo cùng một quy tắc tổ chức. Do đó, muốn được sự ủng hộ của các chính trị gia, bạn cần A. tạo ra một xu thế trong cử tri có lợi cho đề xuất, hoặc B. làm bất cứ điều gì để tăng dần cảm tình của các chính trị gia như góp quỹ, tham gia vào các tổ chức. Trước khi quyết định chiến lược, cần xác định đối tượng phải làm việc. Trong trường hợp này, thống đốc bang là kiểu chính trị gia muốn làm những việc được cử tri ủng hộ. Anh em nhà Gormison và thống đốc cùng công khai mọi việc, và khi anh em nhà Gormison không tạo được sự ủng hộ rõ ràng từ các cử tri, thống đốc cũng rút lại sự ủng hộ với họ. Về phần anh em nhà Gormison, cuối cùng họ cũng hiểu được thông điệp, rồi thuê một người địa phương vận động hành lang, ráp nối các vấn đề. Sau khi đưa ra món lợi tới hàng trăm triệu đô la với các nhà lập pháp và nhận lại thất bại hoàn toàn, họ chỉ được sự ủng hộ ở mức địa phương. Mảnh đất hiện tại được gọi là khu siêu buôn bán thu nhỏ, đáng lẽ đã có thể lớn hơn. Khu mua sắm West Edmonton rộng gần 500.000 mét vuông ở Alberta, Canada của họ, khu mua sắm lớn nhất thế giới, đã có từ năm 1981. Tìm hiểu về khách hàng không có nghĩa là phải nhắm thẳng vào khách hàng, như việc bán cho chính phủ là rất dễ. Việc anh em nhà Gormison cần làm trước tiên là tạo dựng một hệ thống ủng hộ có ảnh hưởng tới chính phủ, gồm báo chí, công đoàn, ý kiến công chúng, bè phái, v.v. trước khi nhắm vào chính phủ. Điều đó nghĩa là họ cần tạo mối quan hệ công chúng một cách chuyên nghiệp, viết bài tán dương thành công những khu mua sắm trước của họ, tiết lộ một số thành phố khác đang có âm mưu lôi kéo họ, tạo ra nhu cầu hàng hóa với những người đứng đầu nhóm các nhà làm luật. Không công việc nền móng nào trong đó được thực hiện. Thật không may, khi chính phủ thấy họ không có hội có bè, đề xuất liền bị chặn lại. Các bạn không thể tin nổi chúng tôi hiểu khách hàng đến mức nào ở công ty phong bì Mackey. IRS cũng không tin chúng tôi hiểu khách hàng đến vậy. Toàn bộ nhân viên bán hàng đều phải điền đủ thông tin vào bản hồ sơ 66 câu hỏi với tất cả khách hàng. Chúng tôi không hề nói đến mong muốn của khách hàng với những chiếc phong bì. Điều chúng tôi cần biết là qua những quan sát và trao đổi hàng ngày, khách hàng của chúng tôi là những người như thế nào, họ ấn tượng với điều gì, tự hào với thành tích gì và uy tín của họ ở công ty ra sao. Khi đã hiểu rõ khách hàng, biết được một số đặc điểm và sở thích đặc biệt của họ, bạn sẽ luôn có cơ sở để liên lạc, chuyện trò với họ. Một khách hàng của tôi là người hâm mộ đội bóng chạy Chicago Cubs. Thời điểm đội bóng này thất bại và mất ngôi đầu bảng, đó cũng là cơ hội tốt để bạn gửi hàng tá lợi chia buồn cho ông. Không viết những lời vô vị về những kiểu dáng phong bì mới nhất mà tôi viết về đội bóng, chính ông ấy sẽ viết lại cho tôi về những chiếc phong bì. Một khách hàng khác của tôi là người sưu tầm tem. Đi đến bất kỳ nơi nào, tôi cũng gửi cho ông một bộ tem lạ và độc đáo. Tôi chắc rằng ông rất thích, và ông đã là khách hàng của tôi suốt gần 40 năm qua, dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau một lần. Hiểu khách hàng đồng nghĩa với việc hiểu họ muốn gì. Có thể họ cần hàng hóa của bạn, nhưng cũng có thể là bất cứ thứ gì khác. Sự nhận biết, tôn trọng, tin cậy, lo lắng, phục vụ, tạo cảm giác được tôn trọng, tình bạn, giúp đỡ, v.v. là tất cả những điều chúng ta cần quan tâm tới một con người hơn là quan tâm tới các khu mua sắm hay những chiếc phong bì. Và đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn tìm nghe trọn bộ nội dung tại mydio.vn. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.